Cô xin chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúng ta cùng nhau học bài số 2 ETS, 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 tiết 2. Chúng ta đã học bài ETS, 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 tiết 1 của trang bên trái rồi. Các em hãy quan sát, sau đây cô xin giới thiệu cho các em biết trang bên phải của bài S, S, X mà hôm nay chúng ta học nhé. Các em quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nhé. Các em có biết tranh vẽ gì không nào? À, tranh vẽ những trái bồ kết á các em. Cô có từ bồ kết. Bồ kết. Các em đọc theo cô nhé. Các em cho cô biết trong từ bồ kết thì tiếng nào có phần S? À, đó là tiếng kết. Trái bồ kết dài, đẹp. Thường dùng để nấu nước gội đầu đó các em. Gội đầu bằng bồ kết sẽ giúp tóc mềm, suôn mượt. Các em quan sát tranh tiếp theo và cho cô biết tranh vẽ gì nhé. Các em biết tranh vẽ gì không nào? À, tranh vẽ con vịt bầu. Là vịt to con, trưng thấp. Cô có từ vịt bầu. Vịt bầu. Các em đọc theo cô nhé. Các em cho cô biết trong từ vịt bầu thì tiếng nào có vần ít? À, đó là tiếng vịt. Vịt bầu là vịt to con, chân thấp. Người ta nuôi vịt để lấy trứng và lấy thịt. Thịt vịt có rất nhiều chất dinh dưỡng. Lưu ý, gia đình chúng ta nuôi vịt thì cần thường xuyên vệ sinh chuồng trại để tránh vi khuẩn. Các em quan sát tranh tiếp theo và cho cô biết tranh vẽ gì nhé. Các em có biết tranh vẽ gì không nào? À, tranh vẽ con vẹt mỏ đỏ. Cô có từ vẹt mỏ đỏ. Vẹt mỏ đỏ. Các em đọc theo cô nhé. Vẹt mỏ đỏ, từ này gồm 3 tiếng. Các em cho cô biết tiếng nào có vần S? À, đó là tiếng vẹt. Vẹt mỏ đỏ là loài chim thường có lông màu xanh biếc, mỏ hoặc màu đỏ, có thể bắt chước tiếng người. Khi nhà các em có nuôi vẹt, các em cần chú ý cho nó ăn, uống nước và chú ý vệ sinh lồng khi nuôi nhé. Các em đọc lại những từ ngữ mình vừa tìm hiểu cùng với cô một lần nữa nhé. Bồ kết. Vịt bầu. Vẹt mỏ đỏ. Và bây giờ các em có thể tìm tiếng ngoài bài có phần S, S, X cùng với cô không nhỉ? Cô hướng dẫn cho các em nhé. Muốn tìm tiếng có phần S, S, X, các em chỉ cần thêm âm trước phần S, S, X và thêm dấu vào nhé. Cô ví dụ như hét, thét, trệt, mệt, thịt, mít. Bây giờ cô cho các em chơi một trò chơi. Trò chơi đó có tên là đi chợ cho mẹ. Trên màn hình của cô có tất cả là 10 tiếng. Các em hãy chọn những tiếng có vần S, S, X nhé.
các em đã tìm xong chưa nè? Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau xem kết quả nào. Đó là tiếng mẹt, vết, vịt, két, mệt, tít. Em nào tìm đúng, cô khen các em nhé. Cô vừa dạy các từ ứng dụng cho các em. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đọc và tìm hiểu nội dung bài đọc ứng dụng nhé. Bây giờ các em quan sát và nghe cô đọc mẫu bài đọc ứng dụng. Bé tô màu quả mít và chú vịt bầu, rồi vừa chơi đất sét, bé vừa hát tết 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 tới rồi, cả nhà vui rất vui. Các em hãy tìm tiếng chứa bằng s, s, ít trong bài ứng dụng mà cô vừa đọc. Đó là tiếng mít chứa phần ít, tiếng vịt chứa phần ít, tiếng sét chứa phần s, tiếng tết chứa phần s. Và bây giờ các em nghe cô đọc lại bài ứng dụng một lần nữa. Bé tô màu quả mít và chú vịt bầu, rồi vừa chơi đất sét, bé vừa hát tết 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 tới rồi, cả nhà vui rất vui. Sau đây cô có các câu hỏi dành cho các em như sau. Câu đầu tiên, bé tô màu cho cái gì? Câu trả lời là bé tô màu quả mít và chú vịt bầu. Cô có câu hỏi tiếp theo là bé vừa chơi vừa làm gì? Đáp án là bé vừa chơi đất sét, bé vừa hát. Và đây là câu hỏi sau cùng dành cho các em. Câu hỏi là bé hát gì? Câu trả lời là tết 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 tới rồi, cả nhà vui rất vui. Các em có trả lời giống cô không? Em nào trả lời đúng, cô khen các em nhé. Em có thường chơi những trò giống bé không nào? Ngoài giờ học, các em có thể tô màu, chơi đất sét, hát múa để giải tỏa căng thẳng sau giờ học. Và các em nhớ đọc lại bài ứng dụng nhé. Bây giờ các em quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ những ai đang làm gì? À, các bạn học sinh cùng bạn hát, đọc thơ, múa hoặc đọc bài về chúc Tết với nhau. Các bạn đọc những câu về như về chúc Tết mọi nhà, giàu dạt vui. Trong câu về trên, em nào cho cô biết tiếng nào có vần mà chúng ta vừa học? Đó là tiếng Tết. Ngoài đọc về, có em nào biết bài hát về Tết không nhỉ? Đó là bài Sắp đến Tết rồi. Trong tựa bài hát Sắp đến Tết rồi thì tiếng nào có vần mà chúng ta vừa học? À, đó là tiếng Tết. Bây giờ cô đọc lại toàn bài nhé. Các em cùng đọc theo cô nào. E T S 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
y tờ ít ít mờ ít mờ ít mít sắc mít mít quả mít bồ kết vịt bầu vẹt mỏ đỏ bé tô màu quả mít và chú vịt bầu rồi vừa chơi đất sét bé vừa hát tết 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 tới rồi cả nhà vui rất vui. Các em nhớ đọc lại toàn bài và tìm tiếng ngoài bài nói cho ba mẹ hoặc anh chị mình nghe nhé. Các em chuẩn bị cho tiết học sau là bài Otot, Otot và Otot. Chúc các em học thật tốt nhé!